nay là ngày 27 tháng 5, cũng là cái ngày mà cuộc xâm lược của quân đội Nga đó đã bước sang ngày thứ 3 của tháng thứ 4 rồi. Thì diễn biến cuộc xâm lược này, đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây nè, đã có rất nhiều cái động thái từ cả phía Nga và phía Ukraine cho thấy rằng chắc chắn đây sẽ là một cuộc chiến tranh vô cùng kéo dài. Mặc dù cho đến hôm nay á, cái thiệt hại mà cả hai bên họ phải gánh chịu từ hậu quả của cái cuộc chiến tranh này nè, thì có thể nói là nó vô cùng lớn rồi. Tuy nhiên á, là chưa có bất kỳ một cái dấu hiệu nào cho thấy là có cái sự nhượng bộ từ cả hai phía để mà từ đó hy vọng là nó mở ra cho cái cuộc chiến này một cái lối rẽ hết. Rõ ràng là cả hai bên họ vô cùng cứng rắn. Về phía Ukraine đó, thì xuyên suốt từ đầu cuộc xâm lược cho đến giờ thì họ vẫn luôn kiên định cái lập trường là toàn vẹn lãnh thổ. Tức là quan điểm của phía Ukraine đó, thì họ có thể đàm phán và có thể thỏa hiệp với bên phía Nga bất kỳ cái vấn đề nào, chỉ ngoại trừ cái vấn đề là toàn vẹn lãnh thổ thôi. Thì chỉ với một cái lập trường này của phía Ukraine đó, thì theo quan điểm cá nhân của tôi đó, là nó quá đủ để nó đẩy cái cuộc chiến này trở thành một cuộc chiến vô cùng dai dẳng và tiêu hao. Rõ ràng là chỉ với một cái lập trường này thôi. Bởi vì cái quan điểm về cái toàn vẹn lãnh thổ của phía Ukraine đó, thì nó không chỉ gói gọn ở cái chiến trường phía đông không, ở cái khu vực Donbass không, mà nó còn bao gồm cả luôn cái bán đảo Crimea nữa, là cái vùng mà Nga đã cưỡng chiếm từ năm 2014 á. Thì rõ ràng đây là một cái lập trường mà tôi cho rằng là nó sẽ đẩy cái cuộc chiến này đi thành một cái cuộc chiến dai dẳng và tiêu hao, đồng thời nó cũng là cái trở ngại lớn nhất để mà cái cuộc chiến tranh là nó sớm có cái lối thoát. Còn về phía Nga đó, thì trong thời gian gần đây á, thì cũng đã họ có rất nhiều cái động thái cho thấy là họ có sự chuẩn bị cho một cái cuộc chiến tranh kéo dài. Tiêu biểu á, là mới đây thì 60.000 quân Nga mà đầu trú ở bên cái chiến trường Syria đó thì cũng được họ rút về, và cái Hạ viện Nga họ cũng đã thông qua cái quy định là nâng trần cái độ tuổi nhập ngũ của công dân Nga. Thì theo đánh giá cá nhân của tôi thì đây là những cái động thái cho thấy là bên phía Nga họ cũng đã chuẩn bị cho một cái cuộc chiến tranh kéo dài. Bởi vì với cái việc là rút quân đầu trú ở bên cái chiến trường Syria về, cộng với cái việc là nâng trần cái độ tuổi nhập ngũ của công dân Nga và cả cái lính đánh thuê, thì rất có thể là nó bên phía Nga họ có cái ý đồ là sắp tới đây họ sẽ bằng mọi cách họ sẽ tăng cường cái lực lượng, tăng cường cái quân số để mà phục vụ cho cuộc chiến tranh là nó kéo dài. Đỉnh điểm là mới đây trong một phát biểu của ông Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, thì ông đã cho biết rằng là cái quan điểm của bên phía Nga là sẽ không đặt ra cái vấn đề thời gian đối với cuộc xâm lược này, và bên phía Nga họ sẽ đeo đuổi cuộc chiến tranh này cho đến khi nào họ đạt được cái mục tiêu thì thôi. Mặc dù đến hôm nay cái mục tiêu thật sự còn lại của bên phía Nga đối với cuộc xâm lược này là gì thì ông trong cái phát biểu của ông Shoigu thì ông không có nêu. Tuy nhiên là theo đánh giá cá nhân của tôi thì chắc chắn là so với 6 mục tiêu ban đầu mà được ông Putin đặt ra cho cuộc xâm lược này nè, thì chắc chắn là đến giờ là nó đã thay đổi rồi. Và cái mục tiêu này nó không còn lớn đến như thế, nó không còn nhiều đến như thế đâu. Rất nhiều cái mục tiêu đó bị ông Putin ông lược bỏ rồi. Bởi vì trước thực trạng là cái khó khăn của quân đội Nga trên chiến trường thì rõ ràng là những cái mục tiêu ban đầu thì ông Putin ông đã lược bỏ nhiều đi rồi. Nhưng mà cái phát biểu mới đây của ông Shoigu cho thấy là rõ ràng là bên phía Nga họ cũng không có dễ dàng gì mà họ lùi bước, và họ vẫn tiếp tục theo đuổi những mục tiêu. Mặc dù cái mục tiêu thực sự của quân đội Nga đến bây giờ nó còn là gì thì mình cũng không biết được, bởi vì ông Putin trong phát biểu ông thì ông không có nêu. Tuy nhiên với cái phát biểu đó và những cái động thái chuẩn bị của bên phía Nga thì cho thấy rằng chắc chắn là cuộc chiến tranh này nó cũng sẽ kéo dài, và còn lâu nữa thì cuộc chiến tranh là nó mới có lối thoát. Mặc dù là mới đây thì trên một số cái diễn đàn quốc tế thì cũng đã có xuất hiện những cái gợi mở, xuất hiện một vài cái gợi mở cho cái cuộc chiến tranh này. Tiêu biểu là mới đây ở cái ở Davos Thụy Sĩ, ở cái diễn đàn kinh tế Davos thì ông Henry Kissinger là ông cựu cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ,
thì ông cũng đã đưa ra một cái gợi ý rằng á, là bên phía Nga, là bên phía Ukraine đó có thể là xem xét là chấp nhận cái việc là nhượng bộ lãnh thổ để mà đổi lấy hòa bình. Thì về cái phát biểu của ông Kissinger này là ngay lập tức là bên phía Ukraine họ phản ứng gay gắt. Cái điều này một lần nữa nó củng cố cho cái quan điểm rằng là rõ ràng là bên phía Ukraine họ cũng không chấp nhận bất kỳ một cái sự nhượng bộ nào về lãnh thổ để mà đổi lấy hòa bình đó. Và như tôi đã bình luận, tôi đã nói lúc nãy á, thì là với cái lập trường này của bên phía Ukraine thì chắc chắn là cuộc chiến tranh là nó sẽ vô cùng tiêu hao và kéo dài. Thì đến đây á, là cũng phải nói về ông Kissinger. Trước khi nói tiếp thì chúng ta nói về ông Kissinger một tí xíu. Thì cái ông này là ông cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ dưới cái thời ông cựu tổng thống Richard Nixon đó. Thì ông này được mệnh danh, được gọi có cái biệt danh là cú đêm. Thì đây có thể xem là một cái tay, gọi là một cái tay, một con buôn về chính trị. Đối với những người Việt Nam mà thuộc cái thế hệ mà trước á, thế hệ lớn á, những người lớn tuổi từ năm 60 trở đi á, thì chắc chắn là nếu mà quan tâm tới chính trị thì hẳn là còn nhớ rất rõ cái ông này. Tức là cái thời khoảng giai đoạn năm 1972 á, thì ông này với cái vai trò là cố vấn an ninh quốc gia dưới cái thời ông tổng thống Richard Nixon á, thì ông này ông đã có những cái cú áp phe với phía Trung Quốc. Khi đó là thủ tướng Trung Quốc là ông Chu Ân Lai á, thì đã có gặp gỡ ông Henry Kissinger này, và giữa hai cái ông này đã có những cái cú áp phe chính trị phải nói là nó kinh điển. Và từ cũng chính từ những cái cú áp phe chính trị này của ông Henry Kissinger với ông Chu Ân Lai á, thì nó dẫn tới cái việc á, là Mỹ đã rút quân hoàn toàn khỏi cái chiến trường miền Nam, chiến trường miền Nam Việt Nam á. Và những cái diễn biến tiếp theo sau đó thì có lẽ là chúng ta cũng đều biết hết rồi. Và cũng chính từ những cái cú áp phe chính trị của ông Henry Kissinger này á, mà cái chính sách đối ngoại của Mỹ á, nó cũng đã thay đổi. Từ cái việc là trước đó là người ta bên phía Mỹ là họ công nhận Đài Loan, thì sau những cái cú áp phe này của ông Henry Kissinger thì Mỹ họ đã thay đổi chính sách cho Đài Loan ra rìa để mà quay sang là công nhận Trung Quốc. Và cũng từ đó thì Đài Loan đã mất tư cách của một quốc gia, đã bị loại ra khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và không được công nhận về mặt quốc tế nữa. Thì đó là vài nét về cái ông Kissinger này. Và tại cái diễn đàn kinh tế Davos đó, thì ông lại một lần nữa ông lại thể hiện cái tư duy con buôn chính trị của ông, là ông lại đưa ra những cái đề xuất, những cái gợi ý cho phía Ukraine là nhượng bộ ông Putin về mặt biên giới lãnh thổ để mà đổi lấy hòa bình. Thì chúng ta theo dõi thì chúng ta biết rồi, tức là bên phía Ukraine ngay sau cái phát biểu này của ông Kissinger là người ta phản đấu kinh khủng. Thì đối với cái đề xuất này của ông Henry Kissinger thì đứng về mặt quan điểm cá nhân á, thì tôi hoàn toàn cũng không đồng tình với cái đề xuất này của ông Kissinger. Bởi vì cái đầu tiên á, là cái việc mà nhượng chấp nhận mà chia cắt đất nước á, chấp nhận mà nhượng đất á, để mà đổi lấy hòa bình á, thì cái điều đó trong cái bối cảnh của một cuộc chiến tranh cụ thể như Ukraine này nè, thì chưa hẳn đã là một cái giải pháp hay. Và quan trọng hơn hết á, là dù bên phía Ukraine họ có chấp nhận cái điều đó đi nữa, chấp nhận cái đề xuất đó của ông Kissinger đi nữa, thì cái đất nước Ukraine cũng chưa chắc đã có hòa bình. Đó là cái đánh giá cá nhân của tôi. Bởi vì với một cái người độc tài và ngông cuồng như ông Putin, khát máu như ông Putin và tham vọng như ông Putin, thì rõ ràng tôi cho rằng cái đề xuất này ngay cả khi mà nó được thực hiện đi nữa thì cũng không có gì đảm bảo là Ukraine sẽ có được hòa bình. Bởi vì theo dõi ông Putin từ khi ông lên ông làm tổng thống tạm quyền tới bây giờ thì rõ ràng chúng ta cũng đều biết rồi, tức là cái tham vọng về biên giới, về lãnh thổ của ông là nó điên cuồng và gần như nó không có giới hạn. Nếu mà như là bên phía Ukraine mà họ chấp nhận cái đề xuất của ông Kissinger đi nữa, thì tôi cho rằng nếu có hòa bình đi nữa thì nó cũng chỉ trong ngắn hạn thôi. Với một người như ông Putin á,
Thì ngay cả bây giờ mà nếu như ông Zelensky ông chấp nhận cái việc là nhượng lại cái vùng Donbass, cái vùng phía đông đó, và cả là công nhận cái bán đảo Crimea là chủ quyền của Nga đi nữa, thì theo quan điểm, theo đánh giá cá nhân của tôi đó, cũng không có gì đảm bảo là Ukraine sẽ có một cái nền hòa bình bền vững hết trơn đó. Bởi vì ta nói là, bởi vì là ông Putin cái kiểu ông đó, với một cái con người như ông Putin độc tài khát máu như ông đó, và tham vọng một cách ngông điên cuồng như ông đó, thì trừ khi là nó có những cái biến cố khác thôi, trừ khi là ông có những cái biến cố khác mà ông không còn làm tổng thống Nga nữa thôi. Chứ còn nếu mà ông còn làm tổng thống nữa thì ngay cả cái việc mà bây giờ Ukraine họ chấp nhận những cái yêu sách của ông đó, thì cũng không gì đảm bảo là 5-10 năm nữa ông lại không leo thang cái những cái yêu cầu của ông. Bây giờ nhường cho ông phía đông được rồi á, nhường cho ông có bán đảo Crimea được rồi á, thì không chừng lại 5-3 năm nữa ông lại đòi tới cái miền Trung rồi á, rồi được cái miền Trung rồi á, đầu 5-3 năm nữa là không chừng ông đòi luôn cái miền Tây nữa. Bởi vì tôi theo dõi ông Putin từ những ngày đầu ông đã làm tổng thống tới bây giờ, thì rõ ràng là tôi thấy một cái điều rằng là cái tham vọng của ông không bao giờ nó có điểm dừng á. Và cái việc mà Ukraine họ kiên định với cái lập trường là toàn vẹn biên giới lãnh thổ, thì đứng về quan điểm cá nhân của tôi là tôi cho rằng là tôi ủng hộ cái quan điểm đó của người Ukraine. Bởi vì tất nhiên là cái gì thì cũng có cái giá của nó. Rõ ràng là cũng có rất nhiều người họ không đồng tình với cái việc này. Bởi vì trước cái thực trạng là chiến tranh nó khốc liệt như thế, máu đổ đầu rơi như thế, thì rõ ràng là có nhiều người họ sẽ không ủng hộ cái quan điểm này. Thì tất nhiên là họ cũng có cái lý của họ. Tuy nhiên ở đứng ở góc độ cá nhân của tôi đó, là một cái đất nước như Ukraine đó, khi mà họ phải bị cái lần quyền địa lý là họ ở gần một cái đất nước Nga, là có thể xem là một anh chàng to xác nhưng mà xấu bụng, thì tôi nghĩ rằng để có hòa bình, để có độc lập, để lâu dài, để có tự do, để có thể là hòa nhập vào thế giới văn minh, thì có lẽ là người Ukraine không còn cách nào khác là họ cũng phải chấp nhận thôi. Họ phải chấp nhận chiến tranh thôi. Và cái điều này theo quan điểm cá nhân tôi thì không phải là người Ukraine họ không biết điều này. Người Ukraine họ cũng không phải là mình đồng gia, hoặc thậm chí là người Ukraine họ cũng không phải là họ không có quý trọng cái mạng sống của họ. Nhưng có lẽ là họ đến lúc này là cái lúc mà Ukraine họ hiểu ra cái chân lý đó, và họ chấp nhận cái điều đó. Đó là giống như cái giá họ phải trả để cho có một cái nền độc lập, một cái nền hòa bình lâu dài, một cái đất nước, một cái xã hội tự do, dân chủ, văn minh, tiến bộ. Thì đó là theo quan điểm cá nhân của tôi. Rõ ràng là từ năm 2014 khi mà ông Putin ông chiếm được cái bán đảo Crimea nó quá dễ dàng đi, không tốn mũi tên hòn đạn nào hết. Từ đó nó có lẽ là ông chủ quan, ông thấy rằng là có lẽ là dễ ăn lắm. Cho nên là ngay năm 2012 này, tức là chỉ sau có 8 năm thôi, là một lần nữa là Ukraine trở thành nạn nhân. Rồi nếu chúng ta suy luận ra, nếu chúng ta suy luận một tí xíu, thì nếu mà tại cái thời điểm này, năm 2022 này, Ukraine lại tiếp tục mất đất, mất lãnh thổ vào tay ông Putin, thì có gì đảm bảo là 5-7 năm sau ông lại không tiếp tục cái chiêu bài cũ. Bởi vì cái đất nước Nga đó, cái thể chế Nga đó, với cái bản hiến pháp mới được điều chỉnh, mới được họ sửa chữa năm 2020 đây này, thì ông Putin ông có thể là rồi đây ông có thể là ông làm tổng thống cho tới năm 2036 lận. Thì nói về cái việc hiến pháp của Nga này nè, thì từ khi ông Putin ông làm tổng thống chính thức là từ năm 2000 đó cho tới giờ, thì ông đã có 3 lần là chỉnh sửa hiến pháp rồi. Cái lần đầu tiên là năm 2008, rồi sau đó là tới năm 2014, rồi lần vừa rồi là năm 2020. Thì cái mức độ thay đổi chỉnh sửa thì nó có khác nhau. Hai lần trước thì đa số là chỉ là những cái mới chỉnh sửa nhỏ. Tuy nhiên là những cái sự thay đổi, những cái sự chỉnh sửa đó, nó có một cái đặc điểm chung là nó đều phục vụ cho cá nhân ông Putin hết.
Và với cái bản hiến pháp mới nhất năm 2020 đây này, thì nếu mà ông Putin ông không có cái vấn đề gì về sức khỏe, về vấn đề những cái biến cố nó bất ngờ, thì rất có thể là ông sẽ làm tổng thống cho đến năm 2036 được. Thì với cái khoảng thời gian đó và với cái tần suất mà ông Putin ông phát động những cuộc xâm lược để mà ông chiếm đất chiếm đai đó, thì không có gì đảm bảo là nếu như ngày hôm nay Ukraine họ nhượng bộ về đất đai, về lãnh thổ giống như cái đề xuất của ông Kissinger, thì không có gì đảm bảo là từ giờ tới 2036 là Ukraine họ sẽ được yên ổn, sẽ có được hòa bình tự do. Cho nên theo quan điểm cá nhân của tôi thì cái phản ứng và cái quan điểm, cái lập trường của Ukraine tôi cho rằng nó có cơ sở, và tôi hoàn toàn là tôi chia sẻ quan điểm đó của chính phủ Ukraine, của người dân Ukraine. Rõ ràng là đối với một cái con người độc tài như Putin đó, thì theo quan điểm cá nhân của tôi đó, mà để mà tin vào những cái cam kết, những cái lời hứa hẹn của ông Putin đó, những cái con người độc tài như ông đó, nói chung đó, thì thật sự đó là một cái hành động ngu ngốc. Rõ ràng là những cái con người độc tài như Putin là những cái người mà không đáng tin, và tốt nhất là đừng bao giờ tin. Rồi đối với một cái thể chế như Nga đó, thì rõ ràng là những cái cam kết của họ thì gần như nó không có giá trị gì hết. Nó thật sự là không, gần như tôi thấy không có giá trị gì hết. Cái đó là cái đặc điểm chung của những cái thể chế độc tài, chứ cũng không riêng gì nước Nga. Rõ ràng là một cái đặc tính mà nó tương đối phổ biến đó, và gần như nó là cái thuộc tính đó, là đối với các cái thể chế độc tài kiểu giống như Nga đó, thì đa số là họ nón đường, họ làm nẻo à. Họ ký thì họ ký thế thôi, họ hứa thì họ hứa thế thôi, nhưng mà khi cần á thì họ lại làm khác hoàn toàn. Và những cái lời hứa, những cái bản cam kết á của họ thì họ có thể là sẵn sàng vứt vào sạch rác bất kỳ lúc nào. Vì vậy á, đối với một người dân Putin á, và đối với cái thực trạng của nước Ukraine như lúc này, theo quan điểm của tôi thì có lẽ là người Ukraine có lẽ là họ chấp nhận đau một lần. Và đối với một cái thể chế của ông Putin, đối với một cái guồng máy do ông xây dựng và ông dẫn dắt, thì thật sự mà để mà tin vào cái lời hứa của ông, thì tôi cho rằng là người Ukraine, và đặc biệt là trong đó là ông Tổng thống Zelensky, là ông rất là sáng suốt. Và từ đầu xâm lược đến giờ thì tôi nhớ là không dưới 3-4 lần rồi, ông Zelensky ông khẳng định luôn là ông không bao giờ ông tin những lời hứa của người Nga, của ông Putin. Cái cách duy nhất mà cho cái giải pháp mà tối ưu, mà nó bền vững, mà nó lâu dài đối với Ukraine bây giờ là chỉ còn là đánh sập, đánh cho quân đội Nga, đánh cho cái ông Putin đó, ông liệt đi thôi. Rõ ràng theo quan điểm cá nhân tôi là thế, chứ còn để mà tin vô những lời của ông thì khó lắm. Bởi vì thực tế nó đã chứng minh rồi, không chỉ là một hai lần mà rất nhiều lần rồi. Thì đó là cái quan điểm của tôi về những cái vấn đề xoay quanh cuộc chiến này, xoay quanh những một số cái tình huống nó xảy ra gần đây. Rồi cảm ơn các bạn nha, hy vọng mà tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ của từ các bạn. Bye bye.